Thưa quý vị và các bạn, hiện nay liên kết sản xuất có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng được mùa mất giá. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Thanh Hóa hiện đã hình thành 1.808 chuỗi liên kết với 65.000 hộ nông dân, 56 tổ hợp tác, 749 hợp tác xã, 800 doanh nghiệp và 26 tổ chức khác tham gia. Thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các thành viên trong tham gia chuỗi giá trị, nhất là người nông dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Công Thương, việc kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Thực hiện hoạt động liên kết giữa các chủ thể còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Vẫn còn một số mô hình liên kết thiếu bền vững, dễ đổ vỡ do các bên phá vỡ hợp đồng mà thiếu tính định hướng của nhà nước, cũng như các chế tài đủ mạnh để xử lý phạm vi. Năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ của các cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh còn thấp, rất cần có các giải pháp cụ thể và căn cơ mang tính lâu dài để nâng cao giá trị chuỗi liên kết.